chúng ta được hứa hẹn một cái đời sống chiến thắng. Đời sống Thiên Chúa là một cái đời sống chiến thắng. Chúa, con là Chúa, thấy rõ rồi. Ngài hứa với chúng ta là Ngài ban sự thắng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài ban sự chiến thắng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, ở trong dân trong Côrintô nhất đoạn 15 câu 5 và 7. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã ban sự thắng cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và thế nào là thắng thế gian? Chúng ta đi sống ở trong thế gian này, và Kinh Thánh dùng cái chữ thế gian ở trong một cái nghĩa. Cái chữ thế gian ở trong nguyên ngữ đó là cosmos, có nghĩa là nó bao hàm cả một cái thế giới vật chất, con người, cả những cái hệ thống tổ chức, cái hệ thống tổ chức, tất cả mọi điều gì mà ở trong thế gian, thuộc về thế gian. Và Kinh Thánh dùng cái chữ cosmos, nó nằm trong hai cái nghĩa. Một là cái nghĩa đó là nghĩa tốt, một nghĩa tốt tức là cái nghĩa mà trong đó có những con người ở trong thế gian là thế nhân, thì dùng là chữ thế nhân. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 thì Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời yêu thế gian. Giờ thì thế gian ở đây đó là Đức Chúa Trời yêu những con người ở trong thế gian này. Ý nghĩa của cái chữ cosmos trong Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Và thưa quý vị, thì ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 15 cho đến 17 đó, thì Kinh Thánh nói rằng là chớ yêu thế gian. Như vậy thì cái chỗ đó cũng chỉ là cosmos, đúng không? Nhưng mà cái chữ này đó, nó mang cái ý nghĩa là nghĩa xấu, có nghĩa là cái nghĩa là thế gian là nơi mà trong đó ma quỷ đã điều khiển rồi, với những cái thế tục, cái ham muốn, với những cái điều xấu ở trong thế gian, thì chúng ta không có nên yêu những cái điều xấu xa ở trong thế gian. Trong thế gian quý vị thấy đó, có gian tham, có sống mưu mẹo lưỡng lẹo, và quý vị thấy chiến tranh nó xảy ra. Con người giả như bây giờ không có luật pháp đi, giả như bây giờ nó không sao hết, không ai bị bắt hết, nó muốn làm gì làm, thì quý vị tưởng tượng thế gian này nó kinh khủng lắm. Chúng ta không đi ra đường được đâu, chúng ta có gì người ta tới được cướp giật hết, bởi vì người mạnh đó sẽ thắng cái người yếu, đúng không? Những người chung quanh mình họ mưu mô hơn thì họ sẽ gạt được chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, thế gian trong cái nghĩa đó thì chúng ta là dưới sự cai trị của ma quỷ. Và ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4 nói như thế nào? Hỡi các con, các bé bọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, là thắng thế gian đó, vì đó ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Như vậy thì ở đây Kinh Thánh nói rằng là đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Kẻ ở trong thế gian đó là ai? Đó là ma quỷ. Vậy thì ma quỷ đương điều khiển, quý vị thấy đó. Ma quỷ đương cai trị. Đấy. Ma quỷ đương ở bên trong. Mà Kinh Thánh nói rằng nó là vua cầm quyền chốn không trung, thần giữ, các thần giữ ở các miền trên trời. Và chúng ta bị ma quỷ đó. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ đó giăng lưới để bẫy và đưa nhiều người vào cái lưới của nó. Ma quỷ tạo ra những cái ách, gọi là những cái mà ràng buộc chúng ta, để bắt chúng ta mang cái ách đó suốt cuộc đời. Có nhiều người mang cái ách giống như là quý vị thấy một người mà ngày xưa biển trải đồ mang cái ách à. Thì bị trói cột, nói chung là như thế, bị làm nô lệ, bị sa khiến, bị chế phục, đó là cái quyền lực của ma quỷ. Và quý vị thấy rằng thế gian này hầu hết người ta đường bị cái sự chế phục đó, có nhiều người phải văn phục,
đúng không, phải văn phục các cái vua cầm quyền chống không trung, có nghĩa là ma quỷ. Và kinh thánh nói rằng con gian nhất đồ 44 nói rằng là đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Như vậy kẻ ở trong thế gian đó chính là ma quỷ. Và ma quỷ có thể sử dụng nào, là quý vị thấy có nhiều người ham tiền không? Ham tiền bạc, ham danh vọng, đó là ma quỷ, nó đương gọi là cái lưới của nó. Và khi bị vướng một cái đó rồi là mình coi như là đầu tắt mặt tối, không biết gì nữa hết. Ham lắm, mê cho đến độ là không biết gì nữa hết. Rồi lỡ mà có mắc tiền đó là đi tự tử thôi, là tại vì chúng ta đương bị trói cột rồi, thì thế chứ. Còn mắc tiền mắc mới đi tự tử, đúng không? Mắc tiền hay là mắc đường tình, mắc ai đó cũng không có gì đi tự tử hết. Có gì theo ma quỷ nó làm cho mình bị gọi là trói cột, gọi là bị những cái ách đó. Và bên trong nó điều khiển chúng ta, ma quỷ điều khiển. Và kinh thánh nói rằng là đó là thần của các con nghịch bọn bạn nghịch, thần ở trong các con bạn nghịch, có nghĩa là ở trong con người của chúng ta nó có thần. Và cái thần đó đó, nếu quý vị theo Chúa thì quý vị có thánh linh, là thần là thật nha, thần là tốt lành, là Chúa. Còn nếu quý vị không theo Chúa đó, thì quý vị có thần dữ. Cho nên quý vị hay cầu nguyện ở trong cái bài cầu nguyện chung là xin Chúa giúp cho mình để mà mình xin giữ con khỏi những cái điều ác hay là cái sự ác, cho con thoát khỏi những cái kẻ ác, kẻ dữ. Ở trong Thi Thiên thứ nhất thì nói rằng phúc cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân mà không ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Như vậy thì cái mưu kế của kẻ dữ đó là ma quỷ, nó có cái mưu trong đó, quý vị không có để ý. Nó làm cho mình buồn giận bực bội tham muốn gian dối, bởi vì thế con người là, tôi xin thưa quý vị là trong tất cả loài các loài thì cái loài người là xấu nhất. Xấu nhất. Mình nói điều này nghe nó nghe không có thích, nhưng mà nó sự thật, đó là sự thật. Người ta có thể giết nhau, hại nhau, là bất cứ chuyện gì. Chẳng như bây giờ nấu đồ ăn người ta bán, người khác chết kệ họ, người khác bị ung thư mặc kệ họ, miễn là mình có tiền thôi. Quý vị có thấy ác không? Rất là ác, thấy không? Không có nghĩ gì tới người khác hết, chỉ nghĩ từ mình thôi. Đấy. Rồi sống là con cái, xin lỗi, nhiều khi muốn giết cha mẹ, con cái giết cha mẹ để mà lấy gia tài. Những người vợ chồng với nhau họ cũng có thể bỏ thuốc độc, mà rất nhiều những câu chuyện như vậy. Rồi bạn bè với nhau gạt nhau để hại, tại vì bạn bè mà tin quá cho nên rồi cướp vợ cướp chồng, rồi cướp tiền cướp của, rồi thậm chí giết người. Có những người gọi là con nuôi, giết người cha nuôi của mình, giết người mẹ nuôi của mình, vì thế chứ có loài là như vậy đâu. Loài gì mà gỡ quý vị làm cái gì không có tin tưởng được, xin lỗi là không tin tưởng được. Nếu có luật pháp rồi sợ luật pháp đâu, sao bị tù. Chứ còn mà bây giờ tôi thưa quý vị không bị tù chắc là họ mang ma túy đi cái này hết đó. Phải không? Rồi họ lường gạt nhau mỗi ngày, bây giờ người nào mạnh cầm dao cầm súng rồi đi cướp của đem về nhà mình đó, cho nhà mình cho nhiều đấy đấy. Rồi quý vị thấy cuộc sống nó như thế kinh khủng đó, là ma quỷ ở bên trong họ, quý vị nhớ vậy. Ma quỷ nó đương ở bên trong và ma quỷ nó khiến cho chúng ta sống gọi là cứ bị cái điều đó. Giống như bây giờ chuyện gì cái vị thế chúng ta không thắng thế gian ấy, là có nghĩa là chuyện thế gian nó làm cho mình gọi là quay cuồng. Làm cho mình đảo điên, là chuyện thế gian ấy. Giống như bây giờ ai mà nói cái chuyện khen chê cái là mình đùa sự, coi như mình thân chế giới đi, cái chuyện khen chê nó không trả là cái gì đâu. Chuyện thị phi của Trần Gian này nó nói kệ người ta, để họ có biết gì mà nói, nó lung tung, tôi cho là không biết gì cả, thấy không? Có nhiều người tôi nói rằng bây giờ nếu chưa hiểu thì chưa chưa rõ thì 5 năm 10 năm nữa họ sẽ rõ, cứ bình tĩnh thôi. Còn nếu mà họ không rõ nữa thì tới khi họ chết đó, đúng không? Họ chết là biết ngay, họ chết là họ biết à, họ có lên thiên đàng hay là xuống địa ngục, họ đúng hay là sai. Còn bây giờ thì cãi nhau nói biết, ai cũng có cho mình là tốt, ai cũng cho mình là hay hết á. Đó cũng đó là thị phi của Trần gian,
Và quý vị chỉ cần bị cái đó không là quý vị cũng thấy điên đảo rồi và không dám làm nhé. Những điều tốt không dám làm, điều xấu là chúng ta gọi là cũng làm. Tại vì nó xấu nhưng mà nó ok, mọi người ok hết. Đấy. Thế thì quý vị sẽ thấy đó là gì? Đó là thế gian. Rồi ham muốn của thế gian nó dùng tiền, dùng của, dùng casino. Bây giờ biết bao nhiêu người chết vì casino. Nhưng mà không cứ đi xuống thôi. Có tiền đó là có những người là tiền già đó, gọi là tiền già không có bao nhiêu tiền đó. Có 800 một ngàn. Bây giờ có nhiều người lãnh là tiền hưu được cũng 1.500.000 nữa đó, nhưng mà bữa nay cũng trở thành như là homeless rồi đó. Tại sao vậy? Mình thấy với người homeless ở Mỹ, người ta đứng đường á, mà nó sao bên Mỹ nó nghèo vậy? Không phải đâu, bên Mỹ người ta được tiền hết á, ai cũng đều được nhà chính phủ cung cấp hết, nhưng mà họ vừa lãnh tiền á là có 2 ngày 3 ngày sau là hết rồi. Là tại vì họ đi kéo máy đó, họ đi casino, họ cá độ đấy thì hết thôi. Chứ còn ăn ăn nhậu cũng không hết được 2 3 ngày mà hết được. Đấy. Và những con người đó là bắt đầu quý vị thấy suốt cả đời họ được khổ sở rồi đi lường gạt người này với nói dối người kia rồi phỉnh người nọ. Là quý vị biết tại sao vậy? Tại sao họ mang cái thân nó như vậy? Là lý do là bởi vì ma quỷ ở trong họ, họ không thắng đi vậy, gọi là không thắng đi vậy, thắng không nổi. Đây. Cho nên quý vị thấy này, quý vị có thể cảm là nên mình ta thắng thế gian như thắng thế gian, có nghĩa là những điều của thế gian này nó có cai trị mình không, nó có buộc mình không, nó có ràng mình không. Cho nên quý vị thấy rằng có một số người bây giờ học buông bỏ đó. Buông bỏ tức là đi rồi cạo đầu rồi ăn ngày một bữa rồi ngủ ngồi sống với gì đi trên đó đấy là học buông bỏ đó. Nhưng mà tôi thưa quý vị là cái chuyện thế gian đó nó không phải là cái chuyện mà đâu, cái chuyện đó mà mình bỏ là nó hết, nó còn dính ở bên trong, nó dính ở trong cái tâm mình đúng không, mà buồn giận nó cũng có bên trong chứ không phải bây giờ mình bỏ mình cởi cạo đầu đầu đi nữa, nhưng cái đầu nó kêu ngạo rồi, có cạo mấy nó cũng kêu chứ đừng có nói cạo cho tróc da đầu đi nữa, tôi cũng thương quý vị là cũng kêu, tại vì cái kêu nó nằm bên trong chứ không phải nào ngoài cái tóc này. Quý vị đừng có nghĩ là ok mà thấy cái người người ta bỏ vậy là tôi sẽ bỏ, không bỏ hết đâu. Tại vì cái lòng trong họ đó quý vị cũng sẽ thấy họ buồn, họ lo, chẳng hạn như một sự việc gì đó quý vị thấy họ buồn lắm à, bị mà công an mở lên cái là thấy 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 buồn so rồi đúng không. Đấy, bây giờ người ta đi đông vậy đó chứ giờ công an mở lên giải tán hết chứ ai cũng buồn hết, ai đi về trong cái tư thế buồn hết, họ buồn đâu, họ đâu có buồn nổi. Cái thì những cái chuyện của trần gian á, thay vì cái điều đó nó sẽ làm cho họ, nếu họ tu tập á thì tôi thấy quý vị họ sẽ tiếp tục tôn nữa, không có gì buồn hết, đi đi được đúng không. Nhưng mà sự thật ra thì cái chuyện của trần gian sẽ làm chúng ta buồn, chúng ta lo tiền bạc. Nếu quý vị giả như bây giờ quý vị có bị tiền bạc nó nói như người bên Mỹ người ta hay nói vui là đô Phật đó, tôi bị đô Phật có nghĩa là đô la nó bạc mình ngã, hỏi sao mà làm nhiều dữ vậy. Có nhiều người làm, xin lỗi quý vị, là không phải là làm 8 tiếng, 10 tiếng đâu, mà họ làm coi như là 16 tiếng. Dạ. Thì quý vị thấy không? Xin lỗi. Thì đó là rõ ràng. Thì chúng ta đừng bị thế gian. Nhưng mà hỏi tại sao mình làm 16 tiếng? Bởi vì mình không có tiền. Mình nghèo quá đi, nó là 10 đứa con mà bây giờ phải làm 16 tiếng để mình nuôi con thì cũng có lý đi. Đằng này họ có tiền rồi, cái gì người ta thấy họ nhiều tiền lắm, dư tiền, nhưng mà là nữa không biết bây giờ dừng lại đấy. Và đó là những điều của thế gian, chúng ta đừng có để cho những chuyện của thế gian này nó làm cho chúng ta quay cuồng đấy không. À, quý vị muốn quay cuồng là quay cuồng thôi, tại sao bên Mỹ người ta khổ hơn, có nhiều người khổ hơn, tôi thưa quý vị đó, nhiều người, người khổ hơn ở Việt Nam đó là họ khỏe hơn là tại vì sao, tại vì không có việc làm, người sống nhờ người này người kia gì đó, sống đại khái gì đó cũng ok được. Còn ở bên Mỹ thì công việc làm nhiều quá nhiều tiền lắm, và cái đó nó cũng nguy hiểm như vậy, nghĩa là có nhiều người đầu tắt mặt tối à, không có thời giờ gì cả à, nhưng mà họ có là nghèo, họ đưa rất là nhiều tiền ở trong nhà băng tôi quý vị. Cho nên chúng ta đừng có để cho thế gian này nó lôi mình, mà nếu như vậy là chúng ta đừng thua thế gian rồi, hoặc là một cái chuyện của thế gian khen chê quý vị cũng sẽ bị,
mình đi tìm tiếng khen ăn mày những tiếng khen, nhưng mà người ta khen ít quá. Tôi cũng thưa quý vị là cuộc đời này cái chuyện khen chi là chuyện chuyện đó là bình thường. Bữa nay mình nghe người ta khen thì ngày mai người ta có thể chê mình, chứ không phải là người ta khen mãi đâu. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta sẽ được khen mãi, không có. Bữa nay người ta hoan hô, ngày mai người ta sẽ đã đảo, và bữa nay người ta đã đảo thì ngày mai người ta có khi người ta hoan hô lại. Cái chuyện trần gian nó là thế, thấy không? Cho nên mình đừng có quan trọng, mình cứ đi con đường của mình, đi đúng thôi, rồi cái người chê đó già bữa họ khen lại. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy. Cho nên đừng có quan trọng mà chạy theo ha. Và quý vị chạy theo là quý vị úp, giống như quý vị đi thuyền á, quý vị ở trên cái thuyền quý vị biết rồi, có nhiều chiếc tàu nó lật là lý do là người ta khi người ta thấy nghiêng ở bên này, đúng không? Mình thấy nghiêng ở bên này thì việc của mình nhiều người bỏ chạy qua phía là phía bên kia, thấy không? Cái chạy bên kia sau đó bên kia bắt đầu nó nghiêng cái đó, chúng ta chạy ngược lại là phía bên này và bắt đầu như thế nó nghiêng tới nghiêng luôn, và cuối cùng chiếc thuyền đó nó đậu. Rất nhiều người đi biên kể những câu chuyện mà thương tâm lắm, họ hoảng hốt. Chỉ có ông kia cũng kể đó, ông nói một câu chuyện rất là thật và rất là buồn quý vị. Họ sắp tới là họ nhìn thấy, họ nhìn thấy người thấy đảo đó, họ đến họ thấy là rồi sắp vào bờ rồi và vui quá. Thì một người mới nói rằng được rồi, tôi đến nổi lửa lên để tôi pha cà phê đấy, và bắt đầu một người nổi lửa lên rồi pha cà phê để uống chúc mừng là mình sắp được cà bờ rồi. Và khi mà nổi lửa, một người nổi lửa lên thì vô tình trong lúc đó biết nước sôi đó, à nước sôi nó văng ra, nó văng ra thì một người người ta bị nước sôi văng vô thì người ta nóng quá, người ta hoảng quá, người ta lại người ta chạy, người ta bỏ chạy, người ta chạy qua một bên thì tự nhiên cái đó nó nghiêng, cái tàu nó nghiêng mà nhiều người như thế, nhiều người chạy rồi từ đó nó cứ nghiêng qua nghiêng lại mà chiếc tàu đó đã ấp, chiếc tàu đó đã bị chìm và nhiều người chết lắm. Mà cái người mà họ kể tôi đó là còn sống lại, là còn gọi là chụp được cái gì đó rồi họ còn sống lại và sau đó có tàu ra mới, còn những nhiều người chết lắm, rất là buồn. Và ông đó kể là vợ con họ cũng chết luôn trong cái chuyến như vậy, không thể tưởng được. Và quý vị thấy chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi là pha cà phê thôi là con tàu đó đã bị ấp và chết. Cái câu chuyện đó khi tôi nghe thì tôi suy nghĩ là có rất nhiều điều ở trên trần gian này, chỉ có một chuyện rất là nhỏ quý vị cũng có thể bị lật, quý vị có thể bị chìm, quý vị có thể bị lắm, là lý do như thế thôi. Cho nên khi đừng, đừng tập là mình phải thắng thế gian, chứ đừng có để chuyện khen chê người ta chửi mình cũng được, không sao đâu. Quý vị tập vậy đó thì cái lớp quý vị sẽ thấy bình thường cái gì hết, rồi mất cũng được, được cũng được, mất cũng được, được có không vui mà mất cũng chả buồn ha, có cái gì đâu mà buồn, thấy không? Tại vì mình cứ coi nó quá trọng đi, ví dụ như bây giờ mình nghĩ cái nó quá quan trọng thì mình buồn thôi, chứ còn mình coi nó không quan trọng, ví dụ như ngàn đô đi cũng chả có gì, 10.000 đô đi cũng chả có gì, 100.000 đô đi cũng chả có gì, nó có gì đâu. Thì cái vị tưởng đó là ghê gớm thôi, nhưng mà khi đó quý vị thắng nó có nghĩa là mình không buồn, à mình không bị cái đó mình lụy, gọi là lụy á, thấy không? Hay là có người lụy tiền, có người lụy tình, có người lụy về tiếng khen chê, thấy không? Nó quan trọng gì cả. Có những người lụy về con cái nữa, con cái mà nên không thương mình cái mình suy sụp, mà hay là Hãy không quan trọng đâu. Tại vì bữa nay nó thương thì bữa khác nó thương, cái gì sẽ tin điều đó đi. À, cảm ơn một chú. ngày nó chưa hiểu thì một ngày nào đó nó hiểu, rồi nó quỳ xuống trước mặt cái gì thì nó xin lỗi, thấy không? Kệ đó, bữa nay chưa hiểu thì kệ, cứ để nó chưa hiểu, thấy không? À, không có quan trọng gì cả, mình chỉ sống đúng thôi, là phần của mình cứ sống đúng, sống yên tâm. Thì tôi thưa với quý vị rằng chúng ta mới thắng được, còn bằng không là ma quỷ nó biết quý vị lo cái gì, thương cái gì, thích cái gì, quý cái gì, sợ cái gì thì nó dùng cái đó để mà nó control mình, đúng không? Ví dụ cái đó nó điều khiển mình, giống như bây giờ đàn bà thì thích vàng, thích tiền, thích 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 diamond, phải không? Thích học xuồng, phải không? Nó dùng cái đó. Còn người ông mà thích đàn bà thấp thì nó dùng đàn bà để nó control, thấy chưa? Rồi người nào thích cái gì nó dùng cái đó,
thì quý vị thấy người ta đi câu đó, con mồi nó thích cái gì, thích cái loại con trùng hay là con tôm hay là con gì thì cái bên này người ta nên mình đi mua liền mắc lên câu vô đó thả xuống thì mới câu được. Thì ma quỷ nó vậy, nó cũng nghiên cứu chứ, nó coi là ông A bà B này thích cái gì, thích tiền bà mới dùng tiền, bà B này thích cái gì không không tiền mới quả không câu được, nhưng mà dùng tiếng khen tiếng chê, rồi cái dùng tiếng chê thấy không, tiếng khen chê người ta làm sao thời gian cứ khen khen sai mà cứ khen sai mà cứ khen, còn đúng mà cứ chê, nó cứ như thế là bắt đầu chúng ta cảm thấy rồi tại sao như vậy, rồi mình cứ chạy theo cái đó là mình chết thôi. Có người thì chạy theo công việc danh lợi nổi tiếng rồi chúng ta mỏi mệt chúng ta đuối sức. Quý vị nghe câu chuyện của Leon Tolstoy đã kể về cái câu chuyện một cái người mà có vị thần kia nói rằng bây giờ ngày hôm nay đó mà anh thức dậy anh đi anh chạy một cái vòng thì vợ lớn, anh chạy một cái vòng thì lớn, mà cái vòng đó, đó anh phải trở lại cái điểm mà anh phát xuất, thì cái vòng tròn mà anh chạy đó thì bao nhiêu đất mà anh chạy đó thì thuộc về anh, thuộc về anh chứ không có sự quá đi. Bây giờ bạn có nghĩ cái ánh sáng anh chạy thôi thì người này nghĩ bây giờ mình có chạy không là mất mấy gì, không chạy rồi ngủ làm chi, sắp dậy sắp đi đúng không, chạy được khóc ra được đúng không, mà anh chàng nó thức dậy siêu sớm bắt đầu anh chạy để chạy mãi để chạy, anh chỉ như là anh phải chạy một cái vòng thiệt lớn đúng không, rộng để mà có một cái khoảng cái tắc thật là làm sao đó thu mình là anh chạy mở cái vòng thật lớn chạy, thì chạy miết tới trưa cũng không không ăn luôn, tại vì ủ quá mình dừng ở mình ăn thì đúng không, thì mình sẽ mất thêm một mớ đó thì ăn sẽ được nó khác ăn ok, rồi bắt đầu chạy tiếp không ăn không uống gì, chạy mấy kiểu mấy kiểu mấy kiểu mở cái vòng tiền lớn, khi mà lấy cái vòng lớn quá rồi anh phải đâu bắt đầu phải chạy mình phải làm vòng về để mà vòng lên cái điểm phát xuất, thì khi anh vòng về được không còn nghỉ ngơi gì hết và không còn gọi là dừng lại, không còn gì, cứ là anh cứ như thế chạy chạy cho đến khi ráng đến cuối cùng mặt trời lặn thì rõ ràng là anh chàng đó cũng đã đạt được đích, có nghĩa là anh quay trở về được cái điểm anh phát xuất và một cái vòng tròn rất là tròn. Nhưng mà khi anh chạy về vừa tới đích ra rồi thì anh té xuống anh xỉu anh chết luôn. Đấy, cái câu chuyện của Leon Tolstoy để chúng ta thấy là cuộc đời con người mình là vậy đó, sáng sớm rồi mình chạy rồi đúng không, rồi mình chạy biết kiểu biết có người đầu tắt mặt tối đầu tư đầu tắt mặt tối không biết gì hết à, và không còn nhận ra cái gì hết, không còn nhận Chúa nhận ra trời nhận gì hết, không có gì giờ mà chỉ lo thao lượng. Đó là quý vị thấy chúng ta đừng bị thế gian này nó control, và thế gian này biết dùng đủ một thứ ma quỷ ở bên trong thế gian, gian giúp độ bốn của bốn đó rằng là đấng ở trong thế gian và chúng ta thì có Chúa bên trong, đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian à, và họ là thần của các con bạn thần đó à, thần giữ cho bất và nó điều khiển mình, quý vị phải nhận ra cái điểm này. Cho nên đó là lý do mà tại sao follow đó là ai trong chúng ta đó mà đương đương dùng của thế gian hay đây như kẻ không dùng, ai coi có như không à, phải coi nó như thế đó, có của có chuyện vui cũng coi như không trả gì vui hết, có chuyện buồn cũng coi như trả gì buồn hết, đó là cái gọi là cái buông bỏ mà thật sự mà kinh thánh dạy. Thế còn bây giờ quý vị có cạo đầu, quý vị đi trên đất là tôi bảo đảm rồi, cũng cũng nghĩ tới bây giờ mấy người cạo đầu sống xin lỗi giống như Đức Phật là 6 năm mà cũng phải dừng lại, rồi ông Minh Tuệ đó thì thưa quý vị là cũng phải dừng ha, cũng chắc cũng năm nay cũng năm thứ 6 rồi cũng phải dừng lại thôi thấy không à, và rồi cuộc sống này cũng không có buông đâu, thấy vậy đó chứ mà trong lòng vẫn còn cái ham muốn, có một cái buồn, cái sân si nó còn ở bên trong đó. Không có bỏ hết được, bỏ được ít, còn mà nói buồn buông hết là không bao giờ có. Thế gian đó, nó vẫn điều khiển một cái trị chứ không có phải là nó không ai trị mình, cho nên từ cái chỗ đó chúng ta phải thắng thế gian chứ không phải là chúng ta để cho những cái chuyện. Tôi nói quý vị đây là một cái khó, mà đây là một bài học rất là khó. À,
Nhiều chuyện chúng ta phải làm sao để giữ cái tâm mình nó bình an. Một cái chuyện gì nó xảy ra giống như ông Dốt tôi theo. Ta đến kể chuyện cho ông nghe, nhà sập rồi bị cướp hết, chiên bò cướp hết rồi, con chết luôn. Đấy, kinh khủng không? Mà nó dù dập, người này còn đứng nói, chưa xong nữa người khác chạy về kể như vậy. Nhưng mà Dốt bình an. Đấy, à, quý vị thấy chưa? Thắng đấy. Những chuyện đó tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời ban cho thì Đức Chúa Trời cắt lấy. Đó là câu mà ông Dốt ông nói và rất là nổi tiếng cái câu này đó. Chúa cho thì Chúa cắt lấy thôi, cho thì mình nhận, thì cắt thì mình cũng cảm ơn Chúa. Ý Chúa không vì thế chứ. Thì bây giờ Chúa cho mình ra mình có tiền, mình có 100 ngàn đi, mà luôn ngày đó là mất 100 ngàn thì Chúa cắt cũng tốt. Và quý vị thấy là cho thì mình cảm ơn được, nhưng mà cái hồi mắt là mình chịu nổi. Đấy là mình đương bị thế gian nó. Cái chuyện của thế gian này nó quan trọng với mình. Nếu mình có tiền thì mình đi xe hơi, không có tiền nữa đi xe đạp, đi bộ, đúng không? Có gì đó. Đấy, có tiền thì mình ăn uống sang chút, còn không có thì mình ăn mì gói cũng sang chút. Đâu có chết đâu mà buồn mới chỉ gì cả. Một ngày kia khi tôi ở Việt Nam thì tôi là từ Tân Hiệp tới lên Long Thành, tôi đi xe hơi. Thì tôi đi xe hơi thì ai cũng thấy tôi lâu nay là lái xe hơi đi. Bữa đó tôi lấy xe đạp tôi đi. Tôi cởi xe đạp mà mười mấy cây số đấy. Mà tôi đạp xe đạp từ Long Thành tới Tân Hiệp về Long Thành, tôi xuống lo công việc Hội Thánh mà tôi đi xe đạp. Có người gặp tôi, wow, chứ tại sao biết tôi đi xe đạp? Tại sao như thế này? Có lẽ họ coi như là cái chuyện gì đó họ thương tôi lắm, họ nói họ đau khổ, họ buồn vì cho tôi nói tôi cười, tôi nói có gì đâu, tôi muốn đi mà đi xe hơi quen rồi, bữa nay muốn đi xe đạp, tôi bỏ xe đạp thì mình quên mất đấy, và mình tôi muốn đạp xe đạp để cho có sức khỏe nữa. Cái gì không có cái gì hết thì không có sao hết. Hãy tập ông Phaolô nói đó, tôi tập dư dật giàu có, và tôi cũng tập lúc tôi nghèo, tôi thiếu, giàu no hay đó, giàu dư hay thiếu, ông nói gì tôi đã học hết rồi, và ông không có thấy cái gì nó điều khiển hay đó, thấy không? Mình gặp hoàn cảnh nào mình cũng ok. Trời mưa bên này mưa quá dư quá, đúng không? Thì đừng có nói sẽ mưa ướt chứ gì, rồi trời mưa hết mưa rồi nắng, thì mình nắng sao nắng thế này, không nắng thì mình cũng hưởng cái nắng, rồi bây giờ tuyết á, có người mà cái vùng mà bữa nay tuyết xuống mưa quá đi, còn có người mà nghe tới tuyết rồi là sợ chết luôn. Cái điều này đừng có để cho những chuyện của trần gian này nó làm cho mình bị control, mình bị xáo trộn, là mình bị bối rối nha. Và khi mình xuống nói và bà thê đó, chú nói là người bối rối về nhiều việc quá. Những việc vặt không à, cái việc đó nó có quan trọng gì đó, tôi biết cái gì đó, cái chuyện đó quan trọng. Giả như bây giờ sáng nay tự nhiên cái cây dây tôi ra, tôi thấy cái dây bầu dây mứt của tôi nó héo, tự nhiên cái heo que không chết mất, thì cái chuyện đó không có gì quan trọng, đừng có gạt cãi lộn, đừng có vì cái chuyện đó mà tùm lum chuyện đó đó. Có cái ông kia, ông sáng sớm vậy bà vợ ông mới pha cà phê cho ông ăn sáng nè, cái thằng con nó ngồi đó thì bà pha cái ly cà phê mới để này mời ông chồng này. Thì cái thằng con nó cũng nghịch ngợm, nó vô ý, cho nên cuối cùng nó làm đổ cái ly cà phê đó. Và cái ly cà phê nó đổ xuống mà nó chẳng những đổ mà nó văng lên cái áo của người chồng. Thì ông chồng tức lắm, ông la người vợ dữ lắm, rồi hai vợ chồng gây lộn với nhau. Nhờ ông lên thay áo, ông ăn sáng nữa, ông bỏ ông đi, ông nói tại sao mà bây giờ bất cẩn quá để đứa con nó như thế, thấy không? Thì bây giờ mới nói, ủa chứ đâu phải em đâu, bây giờ đứa con nó lỡ nó như thế. Ông chịu, ông bực bội hầm, ông đi làm, thì khi ông đi làm mà hôm nay là cái bữa quan trọng, ông đi họp mà ông đi cũng bực bội quá, ông quên mất cả hồ sơ giấy tờ để mà ông đem lên mà thuyết trình. Ông là người quan trọng mà, cuối cùng lên quên mất, thì ông lên quên mất thì cái buổi họp đó là nó tùm lum chuyện đó, rồi người ta trách ông, thấy không? Là tại sao mà ông như thế, bất cẩn như thế,
đi mà không đem hồ sơ rồi nói chuyện gì họp gì bữa nay thất bại thôi. Và cái gì thấy từ một cái chuyện rất là nhỏ, đó là cái chuyện mà ly cà phê nó đổ thì thay vì ly phải đổ nó chuyện đổ thì có gì đâu tại vì con cháu nó đổ vô áo thì thay cái áo khác rồi cái áo nó bỏ máy giặt là giặt thôi, có cái gì đâu mà phải ống sòng vậy. Nhưng mà cái gì có nghĩa không, cái gì nó điều khiển con người vậy? Cái thầm dữ nó mới chặt là ở trong cái ngã mình đó. Và mình thấy mình kiêu căng cho mình là quan trọng quá đi, trách người là tùm lum chuyện hết, mà trong lúc đó tôi nghĩ rằng không có gì để trách hết, đứa bé nó vô tình nó làm đổ cái ly cà phê thôi. Thế nên đừng có để những cái chuyện đó nó control mình hãy mỉm cười, hãy mua lên là bữa nay con mình nói thông minh quá đó. Mày dở quá hay đó, cũng hay, ok không sao đâu con, ok à, chuyện nhỏ mà nó đổ cà phê lên áo mà không có gì đâu đúng không, đó là điều mà chúng ta phải giữ một cái tâm thái bình an như vậy. Anh phải đi tập, và đó là vì thắng thế gian chứ đừng có nói cái câu chuyện thắng thế gian nói lý thuyết không à. Có nhiều người nói chú là đắc thắng thế gian đi thập thừa giá rồi, tôi mình cũng đắc thắng rồi, nói động tới chuyện cái mình xìu như cái gì, động tới chuyện cái mình coi như mình bị cúng rồi đó, một cái chuyện cái gì động tới tham cái mà tham đủ thứ dành với nhau rồi nói xấu, có người nào cũng bị dành với nhau đi nói xấu thì dành giật rồi nói qua nói lại rồi làm đủ thứ chuyện nó gây rối đủ thứ. Người ta thấy bây giờ nhiều người ta cũng vậy đó, tham của rồi tham công việc rồi tham tín đồ á, giờ mình tham tín đồ cũng vậy thôi, mấy ông thì chùa mà tham rồi cũng nói xấu chùa khác, chùa lớn thì nói chùa nhỏ, rồi bên nhà thờ cũng vậy, nhà thờ này thì nói nhà thờ kia cũng là cái gì, cái đó là cái tham, cái đó thì chúng ta đang bị thế gian đó, bị ma quỷ đó ở bên trong quá nó đương điều khiển mình đấy. Và mình cứ nói mình mượn cái danh chúa, quý vị thấy ông mấy anh thầy tế lễ, mấy anh thầy pharisee, mấy anh thầy thông giáo ngày xưa đó là cũng toàn là tham thôi, cũng toàn là kiêu căng thôi, ghen tại ghen ghét thôi, rồi giết nhau rồi hại nhau rồi giết chúa rồi giết follow rồi kiêng ăn là để mà muốn giết những người đó. Nhưng mà cái đó là cái gì, cái đó là ma quỷ trong cái chúa, ma quỷ ở bên trong á. Ở đây chúng ta nói rằng kẻ ở trong thế gian là ma quỷ, nên chúng ta phải thắng cái mưu đó, gọi là không theo cái mưu kế của ma quỷ. Còn mình không biết gì hết cứ nói chúa không, cứ như dân danh chúa, nhưng người ta thấy sân si không đúng không, ta thấy tham lam, người ta thấy ích kỷ, người ta thấy kiêu căng không, thì cái này không có nên, mình không có nên sống như vậy. À, đó là chúng ta được thua thế gian chứ chúng ta không có thắng đâu. Mà cuộc sống này quý vị có thể thử đi đụng cái chuyện quý vị sẽ thấy đó. Đúng không, mình thắng hay không, có ai nói mình câu mình cảm thấy ok không này, thấy không, ví dụ người ta nói kệ ta nói giống như ta nói mà mình không phải vậy thôi, ví dụ như mình giàu người ta nói cái ông nó nghèo lắm thì cười thôi chứ nói chi đến đó. Đừng nó mà đừng có nói là không tại sao nó tôi nghèo, nhưng chắc chắn cái tiền mà tôi đây tiền ở đâu đây nè, tôi giới thiệu đây nè, tôi có tiền này tôi để trong ngân hàng nói trong ngân này, còn tiền tôi đem theo này trong túi tôi lúc là mấy ngàn này. Quý vị làm vậy là người ta rơi vào cái bẫy người ta muốn nói vậy để người ta biết ha, ta biết cái gì có cái gì rồi người ta mới bắt đầu ăn cướp cái gì đúng không, đừng có bị những cái đó, người ta nói cho mình cười thôi. Ừ vậy ok cảm ơn anh nha, ok à, nếu mà giàu mà tôi nghèo tôi cũng kệ tôi không sao đâu, để tôi cuộc sống của tôi nó vậy. Còn người ta có khen mình nghèo thì là nghèo mà rất một tao không có đồng đấy, người ta khen nó hay quá, ông cũng ở Mỹ bà đó ở Mỹ nghèo lắm, bây giờ ông làm này làm kia thì mình đừng có bị đó mà mình mơ, cái đó là không hiểu người ta khen thấy không, mà người ta khen không có đem lợi lợi cho mình biết mà. Cho nên quý vị phải học cái cách là chiến thắng thấy không, và cái thắng nó rằng là hễ gì sanh hễ ai sanh bởi cái đời thì người đó thắng hơn thế gian phải không đấy, và chúng ta phải thắng quý vị, và nếu chúng ta không thắng thì tôi thưa quý vị có nhiều người không có thắng suốt cả cuộc đời thì thua không, có nhiều người họ bận quá họ giàu lắm họ bận không lý tưởng không có thì giờ ăn không có thì giờ không có thì giờ gọi là gặp gỡ ai hết, thậm chí gia đình của họ cũng không có lo được nữa à, rồi nhà thờ họ cũng không đến được nữa kỳ đó,
Có một ông là ông chủ của Tesla ở tại gần cái khu Long Thành đó. Ông đến trong nhóm và rồi một ông nhóm một lần là tới 3 4 tháng 4 5 tháng này ông mới tới nhóm ở thành cái thời còn trước một lần. Thì tôi hỏi ông là tại sao mà ông không có thể đi nhóm được, ông nó bận lắm. Bây giờ tôi là tổng giám đốc tôi bận lắm à. Thì cái vị thế đó tôi nói thì cố gắng sắp xếp đi chứ, tại vì mình đó là người mấy năm có tiền rồi mà hồi xưa mình không có tiền đúng không, hồi xưa mình nghèo quá thì thôi mình đi làm ngày làm đêm mà thậm chí còn người hy sinh ngày chủ nhật nữa, nhưng bây giờ mình có tiền đâu à. Mình phải sắp xếp lại chứ, lúc nào cũng bận hết mà lúc nào cũng không có thì giờ, có nhiều người lúc nào cũng đi trễ lắm. Làm công việc Chúa cũng vậy, có nhiều người đi trễ đúng không, tại sao đi trễ thì cái đi trễ đó là tại vì sao, tại vì mình bận quá đi mình không có cái thời gian gì hết. Tại sao mình không để một cái ngày chủ nhật để mình thanh thản hơn, mình nhẹ nhàng hơn như quý vị à, tại sao mà mình ham công việc cho đến độ như vậy không có nên à, mà quý vị phải chiến thắng tất cả những cái này để làm gì, để mới minh chứng rằng là Chúa ở bên trong mình, chứ còn ma quỷ thì nó làm mình rất bối rối thôi, ma quỷ nó làm mình mỏi mệt. Cho nên quý vị hãy tập và yên lặng, nhẫn nhục, bình thản. Có ông kia đó, ông đương đi ngoài đường cái có cái người ra ngoài giữa đường mà chặn luôn, hỏi anh ơi anh lấy cắp cái đôi giày của tôi, anh lấy cắp cái đôi giày của tôi, rõ ràng là tôi mất cái đôi giày và anh đây giày của tôi. Ông kia nói Hãy vậy giày của anh hả, ông cởi không được, ông đi bộ, ở đi bộ này ông đi về rồi ông về ông kiếm giày khác không anh không. Thì xong rồi bữa sau cách 2 3 bữa sau á ông cũng đi ngang con đường đó thì cuối cùng ông cũng bị một người chặn lại, thì cái người chặn lại đó chính là cái người hôm trước mà chặn à, nó mắc cái đôi giày, thì người chặn lại họ nói là anh ơi tôi xin lỗi tại vì giờ tôi vô tôi kiếm giày của tôi già có rồi, đang có là giày đây mà là giày của tôi mà là giày của anh, xin lỗi anh là tôi trả lại cho anh. Ông nói vậy hả, thì vậy là không phải giày của anh thì đây và cuối cùng lấy đi giày anh thấy bình thường. Quý vị thêm để có một cái cuộc sống có một cái tâm thái như vậy là khó lắm mà chúng ta phải học, bởi vì cuộc đời này nó sẽ có những cái nó lập chụp, có những cái nó gọi là người ta chưa hiểu đúng không, ta chưa biết thì bây giờ các ông đã biết rồi đấy. Một ngày nào đó cũng vậy, sẽ có những người người ta chưa hiểu mình, thì những người chưa hiểu mình thì có thể người ta nói này nó kê kia kệ người ta, mình cũng không cần phải ngồi lại để nó phân phân bua giải thích rồi lý giải rồi biện luận vì chứ nó mệt đấy. Mà khi cái biện luận đó là cái gì, đó là chúng ta đừng bị những cái gọi là cái danh cái lợi mình bị sợ tổn thương, còn người ta nói kệ người ta, Chúa mà người ta nói còn ông đó không ham ăn đó. Ông luôn kiêu ngạo, ông luôn ngôn mà đấy người ta nói về Chúa đấy, và cuối cùng người ta giết Chúa luôn, còn mình thì nói vậy cũng chưa bao giờ bị ai tát vào mà vào má mình, cũng chưa ai nhổ nước miếng vào mặt của tôi không ai dám thấy không. Thế thì mình cứ nhìn Chúa như vậy đi để mình thấy, cho nên cái nhiều khi tôi ra ngoài rồi trời nắng tôi làm gì tôi thấy mà trời thấy những người người ta gian nắng thấy không, người ta đi cuốc đất suốt ngày còn mình ra có chút có gì đâu mà mình sợ. Thế là tôi mà mình cứ mình nhìn thấy đi, rồi trên hết là mình nhìn Chúa. Chúa của mình chịu khổ nhiều lắm và Ngài trải qua tất cả những cái sự thử thách sự khó khăn, nhưng mà Ngài đã chiến thắng. Thì xin Chúa cho để thôi mà quý vị chiến thắng, đừng vì danh vì lợi vì tiền vì tiếng khen vì tiếng chê vì bất cứ một cái gì cả à, thậm chí là mình hầu bị Chúa đây nữa là mình cũng sẽ bị ma quỷ nó cũng dùng những cái đó để mà nó điều khiển mình đúng không. Bây giờ chạy tới nhà thờ mình đi tín đồ làm sao để cho nhiều đấy, muốn nhiều nhiều thì phải đi ăn cắp chia, còn không mình nói xấu bị lôi kéo đấy, không có làm như vậy à. Nên tôi hầu Chúa nhiều người mà họ nó họ đi tôi nói chiên ta không nghe tiếng ta thì đi, tao Chúa nói nó nguyên tắc họ muốn nữa thì tao họ đi đúng. Có người nói tôi là một sư ơi một sư phải năn nỉ họ cho, tôi nói không, nếu họ họ đi họ thì họ bỏ Chúa luôn thì tôi rất là năn nỉ họ à, khuyên họ nói cho họ chứ cũng phải, nhưng mà nếu mà họ đó họ đi tới một chỗ nào đó mà họ được cái sự gây dựng thì để họ đi,
tại vì họ cũng đi đến nhà thờ, họ không nghe mình thì cứ để họ đi, rồi sau thời gian đấy họ họ quay trở lại, nó ở bên đây mình họ không muốn nghe mình thì đó là chú kiến. Chứ giờ mình dành dành chắc mình đang dành thì nó có hay gì đâu, đúng không? Rồi ngoài đời nó nói ủa thì cũng vậy thôi, người ta đi làm ăn cũng dành mối là vậy, còn mình hầu vị chúa mình cũng dành đi vậy thế thôi, chứ có cái gì khác đâu. Người ta sẽ bắt phạm đến mình, và chúng ta hãy sống, hãy chiến thắng quý vị, hãy thắng hết tất cả những điều này. Là xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta là người được sanh ra bởi Đức Chúa Trời, chúng ta có một cái nhìn khác. Quý vị thấy ông Abraham không? Cháu và ông nó bây giờ mà giành với nhau các đầy tớ của hai người đó tranh giành dĩ nước để làm cỏ. Và sau đó ông Abraham ông nói thế thì thôi đi, mình là lấy bát tiền trời của bác bà con nhé. Thì cảm ơn. Cháu cứ chọn đi, nếu cháu chọn bên tả thì bác sẽ qua bên được, mà cháu chọn bên nữa bác có bên tả vậy thôi. Thì cuối cùng ông muốn đi nhiều biển không? Cuối cùng ông Lót đã chọn để chọn Sodom và Gomorrah vì nhìn thấy cái làng cỏ đó nó giàu, nó màu mỡ, nó hấp dẫn, nó ích lợi cho hợp cho bài chim. Thế thì ông Lót chọn, thì ông Lót ra cũng chọn bên phía khác đó. Và quý vị thấy đó, ông khi mà ông Lót ông chọn Sodom Gomorrah thì cuối cùng là ông bị mất hết. Sao đâu cũng giàu có lắm nhưng mà mất hết. À, Chúa hủy diệt Sodom Gomorrah. Còn ông Abraham thì ông chọn tưởng là dở hơn ha? Nhưng mà rất là Đức Chúa Trời ban phước. Vì vậy cho nên chúng ta cứ nhìn hết tất cả những câu chuyện mình học tập, chứ đừng có bao giờ tranh giành với nhau, đừng nói xấu nhau. Rồi nhiều khi mình làm như vậy đó, người khác người ta nhìn vô người ta vắt, người ta biết rồi mấy người này đâu có theo Chúa đâu, họ đừng tranh giành cái chuyện này, tranh giành chuyện kia. Thì tôi thưa quý vị đó, cho nên đó là con đường học với Chúa. Bây giờ ở đây ai muốn họ muốn học với Chúa cái đó, họ muốn tranh cái đó thôi, thì mình thấy mình tranh mình làm chuyện khác đúng không? Rồi mình tới một cái vùng khác mình làm, nó có cái gì cả. Đừng có vì lý do nào mà nói xấu nhau, kiện tụng nhau, đưa ra tòa, rồi danh rồi dịch rồi ẩu đả với nhau, không có nên. À, chúng ta làm bởi vì chúng ta làm là học viện Chúa Trời, chứ cũng chả kiếm gì cái danh cái lợi của mình. À, và chúng ta đương phục vụ Đức Chúa Trời để rồi chúng ta dịch giả kêu gọi trên trời, chứ còn dưới đất này nó cũng chả là cái chi cả. Giàu có họ ngô lên có một chút gì đó thì họ hơn được cái chút gì đó cả người ta, họ được cái tiếng ai khen ông cha hay quá cũng được đó. Mình chưa được khen thì không sao hết, Chúa sẽ khen mình, thấy không? Và ông Phaolô nói rằng Chúa là trọng tài của tôi, Chúa là đang dò xét phân xử chứ không phải là con người. Còn mình cứ coi trọng tất cả những cái này thì cuối cùng mình chưa thắng thế gian đâu. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta phải thắng, đừng theo mưu kế của ma quỷ, và đừng để cho ma quỷ nó bắt mình và nó trói cột mình vào những cái lưới bẫy và những cái gông xiềng của nó và những cái ách của nó. Và hãy mang ơn với Chúa, hãy đi với Ngài, cái đồng hành với Ngài, và nguyện Chúa ban phước, nguyện Chúa ở với chúng ta, nguyện Chúa ban cho chúng ta một đời sống đặc thắng. Cảm ơn Chúa, và chúng ta hiệp chung để dâng chương lời cầu nguyện quý vị, hiệp chung để dâng chương lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Cha từ ái chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được học lời của Ngài hôm nay. Và Chúa ơi, Chúa đã chiến thắng thế gian này. Ở trong thế gian ma quỷ thần dữ đương điều khiển không biết bao nhiêu người, đương quay cuồng nhân loại, khiến họ mỏi mệt, khiến họ bận rộn, khiến họ tranh giành nhau, ghen ghét nhau, thù oán nhau, khiến họ bất bình, họ chơi với ở trong cái cuộc sống này. Xin cho chúng con là những con của Ngài, chúng con thoát ra khỏi, chúng con sống một đời sống mà không để cho những điều của thế gian này điều khiển chúng con. Nhưng trái lại, chúng con có thể chinh phục thế gian, chúng con sẽ đưa họ về với Chúa, chúng con sẽ cứu nhiều người ra khỏi thế gian này, thì đó là sự chiến thắng. Xin cho chúng con để chúng con sống một đời sống đặc thắng. Xin cho chúng con để qua cuộc đời của chúng con có thể cho mọi người thấy được cái sự bình an, sự phước hạnh ở trong Chúa. Và những điều mà chúng con tìm kiếm đó là cao quý hơn là những cái sự tầm thường của trần gian này. Lạy Cha Thánh xin ở với chúng con, xin ban phước, xin dìu dắt chúng con và thăm viếng đời sống của chúng con. Nguyện lời của Ngài đến với mỗi chúng con và
thánh hóa chúng con, để giúp cho chúng con sống một đời sống thật sự được ơn của Ngài. Con cảm ơn Cha. Chúng con xin hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.